Nga tung xe tăng T-14, Amata hiện đại nhất vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nguồn tin này cho biết, các xe tăng này chưa tham gia vào trận tấn công trực tiếp, mà chỉ bắn mục tiêu gián tiếp như pháo binh. Theo nguồn tin này, những chiếc T-14 được trang bị thêm lớp bảo vệ chống đạn, chống tăng. Các đội xe tăng đã được huấn luyện tại vùng Donbass mà Nga tuấn đấu xâm nhập vào năm ngoái. Vào tháng 2, một đoạn video đã được đăng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc T-14 đang bắn pháo 125 ly trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Konstantin Sikov, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, nói với trang web tin tức Ura hôm 25 tháng 4 rằng T-14 sẽ chủ yếu đọ sức với các mẫu Challenger 2 của Anh và Leopard 2A6 do Đức sản xuất. Ông Sikov cho biết, Amata vượt qua cả hai loại xe tăng mới nhất của phương Tây này về cả đặc tính kỹ thuật. Ông nói thêm rằng, T-14 có thể hoạt động như một chỉ huy trong một nhóm xe tăng T-90M của Nga. T-14 là loại xe tăng mới đã được phát hiện trong hơn 10 năm qua, Bộ Quốc phòng Anh trong một báo cáo hồi đầu năm cho rằng, việc triển khai xe tăng T-14 đến Ukraine sẽ là một quyết định có nguy cơ cao do số lượng sản xuất thấp và chưa chứng tỏ năng lực thực chiến. T-14 được ra mắt công chúng vào năm 2015 và lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc chiến xung đột là ở Syria. Xe tăng có tác pháo không người lái, cho phép kíp lái gồm 3 thành viên điều khiển hỏa lực từ khoang bọc thét biệt lập ở phía trước thân xe. Vì sao Nga phát hiện được F-16 của Ukraine trước khi cất cánh? Nếu Ukraine nhận được máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ F-16 từ Mỹ, thì các máy bay này cũng không thể tồn tại được lâu. Một chuyên gia về các cuộc đối gầu trên không nhận xét. Báo Insider dẫn lời ông Justin Brom, nhà phân tích các cuộc chiến trên không của Tổ chức Cố vấn Nghiện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng an ninh cho biết, chiếc F-16 mỏng manh tới mức nó cần có các căn cứ không quân được chuẩn bị đặc biệt và những căn cứ đó có thể bị Nga dễ dàng xác định và nhắm vào. Ngoài ra, F-16 còn có lỗ hút khí lớn giữa mũi máy bay, hút trực tiếp mọi thứ từ mặt đất vào trong nó, vì thế, loại máy bay này thường phải đặt tại các căn cứ không quân rất sạch, được bảo dưỡng tốt. F-16 có bộ phận hạ cánh khá nhẹ vì nó được thiết kế để có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng tốt nhất và không có trọng lượng hơn mức cần thiết, ông Prong nói thêm. Các máy bay chiến đấu của Nga được chế tạo để hoạt động trên các sân bay thô sơ hơn, trong khi các máy bay phản được đặt trên tàu sân bay của phương Tây như chiếc FA-18, được thiết kế để giảm sốc khi hạ cánh cứng trên đường băng nổi. Theo ông Prong, sẽ phải làm rất nhiều việc để những đường băng cũ của Uganda đủ sạch để sử dụng một chiếc F-16 mà không nô nó bị các mảnh vỡ lạ xâm nhập và làm hỏng động cơ. Ngoài ra, nhiều sân bay của Ukraine quá ngắn để một chiếc F-16 đầy tải hoạt động. Vì vậy, để F-16 hoạt động được, Ukraine sẽ phải xem xét tái tạo bề mặt đường băng và làm những việc mở rộng khác. Tất cả đều dễ bị vệ tinh của Nga cũng như các nguồn tin của nước này phát hiện. Hiện nay, Nga chưa sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công căn cứ không quân của Ukraine vì không quân của Kiev không gây ra mối đe dọa lớn nào, ông Prong nói. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi nếu các máy bay phản lực do phương Tây chế tạo bắt đầu cất cánh từ các sân bay của Ukraine. Hiện nay, tất cả các căn cứ không quân của Ukraine đều nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Nga. Dù kho tên lửa của Nga đang bị thu hẹp, nhưng nếu cần, Nga vẫn có thể phóng tên lửa vào một số mục tiêu nhất định để vô hiệu hóa bất kỳ phi đội F-16 nào của Ukraine. kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay để thay thế cho đội máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 lỗi thời. Dù các nước phương Tây đã gửi một số lượng lớn vũ khí và đạn dược cho Ukraine, nhưng vẫn chưa gửi máy bay phản lực nào cho nước này vì lo ngại Ukraine không quen máy bay và sợ khiêu khích Nga tiêm kích MiG-31 Nga rơi Giới chức Nga cho biết, tiêm kích MiG-31 rơi tại tỉnh Murmansk, hai phi công đều thoát ra ngoài và không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một tiêm kích MiG-31 rơi khi thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch ở tỉnh Murmansk. Tiêm kích rơi ở khu vực vắng vẻ, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 4 thông báo. Giới chức Nga chưa công bố nguyên nhân khiến tiêm kích MiG-31 rơi. Một nguồn tin địa phương cho biết, một trong hai động cơ của chiếc MiG-31 bốc cháy khi đang bay, tiêm kích sau đó lao xuống hồ. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực cách thành phố Moshan của tỉnh Mukman khoảng 10 km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai phi công trên chiếc MiG-31 đều thoát ra ngoài, được lực lượng cứu hộ cứu nạn sơ tán bằng trực thăng, không gặp nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe. Tỉnh trưởng Mukman Andrei Chibit thông báo, tiêm kích MiG-31 bị rơi không gây ra thiệt hại cho hạ tầng dưới mặt đất. MiG-31 có nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không từ khoảng cách xa. Tiêm kích có khả năng đạt tốc độ tối đa 3.000 km/h, tầm bay tối đa lên đến 5.400 km. Liên Xô phát triển tiêm kích MiG-31 từ những năm 1970 và biên chế tháng 5 năm 1981, hơn 500 chiếc đã xuất xưởng. MiG-31 là tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị radar, mảng pha quét điện tử, thụ động, có khả năng theo dõi đồng thời 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Biến thể MiG-31K được chỉnh sửa để mang kinh Mẫu tên lửa siêu vượt âm có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân mạnh 5-50 đến kiloton, có sức công phá tương đương 5.000-50.000 đến tấn thuốc nổ TNT. Người phân ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa đưa ra bình luận về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố những yêu cầu không thực tế của Ukraine đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình. Bà Zakharova đã đưa ra bình luận nêu trên khi trả lời câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc điện đàm này diễn ra vào ngày 26 tháng 4 đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2 năm 2022. Bà Zakharova ca ngợi Bắc Kinh về những nỗ lực giúp khởi động lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa. Bà cho rằng tầm nhìn của Nga và Trung Quốc về con đường dẫn đến hòa bình rất đồng điệu với nhau. Theo bà Zakharova, vấn đề không nằm ở việc thiếu các kế hoạch tốt, mà do Kiev cho đến nay vẫn chưa tiếp thu bất kỳ sáng kiến hợp lý nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine cũng thông qua một quyết định nhằm đảm bảo an ninh và khu vực toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đổ lỗi cho Kiev về sự đổ vỡ cuối cùng của các cuộc đàm phán vào mùa xuân năm ngoái, khi Nga và Ukraine tổ chức nhiều vòng gặp mặt. Kiev đã nhiều lần nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể nối lại sau khi Nga trao trả các lãnh thổ mà họ mới xâm nhập từ Ukraine vào Nga. Trong khi đó, Moscow đã kêu gọi những yêu cầu như vậy là không thể chấp nhận được. Các vùng lãnh thổ này bao gồm Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraine và gia nhập Nga vào năm 2014, Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia cũng làm như vậy sau khi tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này vào tháng 9 năm 2022, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, ngày 26 tháng 4, Nhà Trắng đã hoan nghênh cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xong cho rằng còn quá sớm để nói liệu sự kiện này có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine hay không. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Cuộc điện đàm nêu trên là một điều tốt, nhưng về việc liệu nó có dẫn đến một động thái có ý nghĩa hướng tới hòa bình hay không, thì tôi không nghĩ chúng ta biết điều đó. Đóng quân gần thành phố mút nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ tháng 2 năm 2022, một binh sĩ giấu tên 24 tuổi đến từ Mariupol cho biết đơn vị của anh chủ yếu làm nhiệm vụ phá hủy trang thiết bị cũng như vũ khí của Nga. Anh nói đội của mình luôn ưu tiên phá hủy khí tài của đối phương hơn là bắn hạ binh sĩ nhưng tình hình sẽ khác khi đơn vị tấn công của anh tiến lên. Trong trường hợp đó thì mục tiêu của họ sẽ được thay đổi, đó là bắn hạ càng nhiều nhân lực đối phương càng tốt để Nga phải rút lui. Điều này sẽ giúp đội của anh tiếp quản được vị trí dễ dàng hơn. Người lính này còn cho biết thêm, ở khu vực này Nga hoạt động mạnh mẽ hơn và chủ yếu sử dụng pháo binh. Số lượng binh sĩ và quy mô lực lượng của Nga tại Donetsk cao hơn ở những nơi khác. Bakhmut là một thành phố quan trọng đối với Nga và họ đang cố gắng chiếm lấy nó bằng mọi giá. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 quận ở phía tây thành phố Bắc Mút. Và các đơn vị đổ bộ đường không đang cung cấp quân tiếp viện ở phía Bắc và phía Nam. Nga coi Bắc Mút là bàn đạp để đạt được nhiều bước tiến hơn ở miền đông Ukraine.